Bây giờ thầy chọn ở đây là hai hình chữ nhật, đó hai hình hai chữ A đen, hợp lý không? CV. Rồi, hai chữ A đen. Hai chữ A đen đằng sau xuất hiện có cần phải biến mất gì không? Đi cùng với slide rồi đúng không? Chiếu ra là có sẵn. Bây giờ chỉ cần hai đi mấy sẵn nữa thôi. Giờ cho sẽ này tắt coi sự kia, đúng không? Để tắt khỏi sự kia thì thằng này nó phải di chuyển xuống phía dưới một xíu, đúng không? Dạ. Tắt về thì hello, đúng không? Dạ, dạ. Tắt rồi. Đúng không? Sau khi tắt ra xong là làm gì? À, vậy thì có thêm một cái mặt được. Được tạo mới. Mặt tạo mới giống thì giống vậy luôn không? Giống vậy. Chi Vì mặt tạo mới này thì nó làm sao? À, vậy mặt tạo mới này đó phải xuất hiện sau đó. Xuất hiện sau 1 hay sau 2? Xuất hiện sau 1 không? Xuất hiện sau 1. Xuất hiện theo kiểu nào? À, vậy thì more effect cái cạnh. Vậy thì theo kiểu là từ bên trái qua bên phải. Từ bên trái qua bên phải thì làm sao đây? Kiểu nào? Từ theo phải. Xem cơ hội. Thêm một cái effect,
kỹ hơn. Tâm long thành, tâm yêu mến. Tâm điểm. Anh kia đi, thì hàng ngày ta áp ra rít gạch. Thấy không? Thấy nha. Nhấp cái, để tắt ra. Đó là những thứ đầu tiên nó di chuyển như ngày. Chém gần rồi. Nó sẽ bình tĩnh, nó sẽ bình tĩnh. Sao thấy màu xanh màu đỏ ngọt? Đây là cái line chậm thôi thầy, cái bay vô chậm. Đối đó, cái này nếu thầy làm một cách theo nghĩa một cách logic hơn ha, thầy sẽ làm sao cho nó đúng bản chất của quá trình. Thầy nếu làm về đúng cái sai bản chất. Thầy sẽ không làm này, mà thầy sẽ làm thằng nào? Là thằng này sẽ xuất hiện. Sau khi thằng này xuất hiện xong thì ở đây nó sẽ có thêm một cái thằng nữa, C và B. Thằng này nó sẽ làm gì? Đè lên thằng này. Thằng này có màu gì? Thằng này thầy nên là có màu, thầy nên cho thằng này thành màu trắng. Có màu trắng rồi. Bật má. Thằng này nên có màu, màu trắng. Thằng này nó no shape. Tất nhiên ta nếu ta chịu ta bỏ thời gian công sức ra thì đương nhiên ta sẽ tốn nhiều công và sức của nó, thì thằng này sẽ làm thành cái hiệu ứng, là hiệu ứng gì nó tốt. Hiệu ứng này hiệu ứng biến mất, hiệu ứng này hiệu ứng biến mất. Và khi thằng này hiệu ứng biến mất này biến mất từ đâu qua đâu, trái không phải. Loài à, và lần này chiều của nó là từ chim rai. Ok, bây giờ nhìn cho thử là được không? Đúng bản chất chưa? Tắt ra, tắt ra. À, này nó bị ngang rồi xíu. Sau đó mới nè. Vậy thằng này cứ luôn tiên là thằng này cứ luôn xếp ở đâu? Xếp bên trên. Quyền tư. Quyền tư cầm. Ok, hết lỗi. À, làm mỗi cái đều phải hơi tốn công. Ở đó. Được không? Hợp lý bản chất không? Ok, rồi làm tới đó thôi.